Vào khoảng 3 giờ sáng nay, ngày 7 tháng 7, một vụ sạt lở gây nhiều thiệt hại cho người dân sinh sống ven tuyến kênh 30 tháng 4 thuộc phường 2 thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, trong khi đang ngủ thì đột nhiên nghe nhiều tiếng động lớn, chạy ra coi thì thấy nhà có hiện tượng sụt lún nên tri hô cho mọi người chạy thoát thân. Ghi nhận vào sáng nay, điểm sạt lở ăn sâu vào đất liền hơn 4 mét, dài khoảng 50 mét, làm hai căn nhà cùng nhiều tài sản khác bị sụp xuống sông. Rất may không có thiệt hại về người. Vụ sạt lở xảy ra bất ngờ trong đêm, khi trời đang mưa và có gió lớn khiến người dân không kịp di dời tài sản. Đáng lo ngại là tại vị trí sạt lở đã xuất hiện thêm vết đất ăn sâu vào một số nhà liền kề. Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã đến khảo sát hiện trường vụ sạt lở, đợi thủy triều rút sẽ huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ, khẩn trương giúp người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, đồng thời bố trí chỗ ở tạm thời cho những hộ bị ảnh hưởng.